Hi, xin chào bạn. Chào mừng các bạn quay trở lại với video tiếp theo trên kênh Miền Núi Tây Bắc của Lượng. Các bạn ạ, hiện tại thì Lượng đang có mặt tại một bản làng của đồng bào người Thái Trắng ở huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái các bạn nhé. Rất là vui hôm nay Lượng được tham dự một đám cưới của đồng bào người Thái Trắng. Ở trước mặt mình đây là những cái ngôi nhà truyền thống của đồng bào người Thái Trắng này các bạn ạ. Thường thường người Thái thì đa số là họ sinh sống trên những căn nhà sàn nhé. Phong tục tập quán của đồng bào người Thái cũng như người Tày bên mình là đa số là sinh sống trong những căn nhà sàn. Bây giờ thì một số nơi hiện đại hơn thì sẽ có những cái nhà xây nhé các bạn nhé. Ở đây thì đa số là những anh nhà sàn cột vuông thôi các bạn ạ. Hôm nay thì mình ghi hình tại bên nhà gái nhé các bạn nhé. Bây giờ thì mình tranh thủ đi lên trên nhà quay chia sẻ cho các bạn những cái phong tục tập quán của đám cưới đồng bào người Thái trên này. Nhà của cô dâu cũng là một ngôi nhà sàn rất là xinh xắn nha các bạn nhé. Ở bên dưới Thái Bình đúng không em? Em cho anh hỏi chút về phong tục của người Thái mình trước khi họ đón dâu thì như thế nào em nhỉ? Anh cũng lần đầu tiên thì tham gia đám cưới người Thái. Thế bây giờ thì các cụ đang ở trong này làm thủ tục gì đấy? Đây là lễ tra tiên anh ạ. À ok. Thế anh đi vào trong này quay nhá. Cảm ơn em. Chúc ha. Đây họ bảo là lễ gia tiên này các bạn. Thì bên này thì mình thấy các cô đang mời rượu nhau này đấy. Cái nhà trai và nhà gái nhá các bạn nhé. Các bạn là phong tục của đồng bào Thái thì theo mình được biết đấy thì đồng bào người Thái đen ấy thì họ có nhiều cái phong tục hơn nha các bạn nhé. Người Thái đen thì họ còn có tặng cẩu này các bạn, nhưng người Thái trắng thì họ chỉ có vài thủ tục xin dâu thôi các bạn. Nếu mà người Thái lấy người Thái thì có nhiều phong tục hơn. Đây là người Kinh lấy người Thái mà cũng có một sự rất là khác biệt nha các bạn nhé. Rất là vui. À, sau đám cưới này thì mình sẽ đi ghi hình đám cưới của đồng bào người Thái đen nha các bạn nhé. Đồng bào người Thái đen thì có cái lễ tặng cẩu rất là thú vị các bạn. Bây giờ thì có lẽ là mình xuống khu vực dưới bếp thì quay chia sẻ những ẩm thực trong đám cưới này các bạn nhé. Một chút nữa thì họ làm nghi lễ trên này thì mình quay trở lại trên này quay sau các bạn ạ. Các bạn ạ, đây là khu vực bếp của đám cưới ngày hôm nay này. Mình đến đây thì cũng hơi muộn một chút thì họ vừa mới chặt gà và thái giò xong. Bây giờ còn một số món nữa mình quay chia sẻ cho các bạn nhé. Chào cô ạ. Ở đây có cái món tôm chiên này, chiên với lá xả nhé các bạn nhé. Đang bày mâm bày đĩa gà và trứng cút này. À cô ơi, cháu hỏi chút, đám cưới này thì bao nhiêu mâm nhỉ? Cháu 65 mâm à. Chào cô nhá. Đây là món chim cút. Chim cút chiên. Này mình chiên với lại cái là lá chanh nhỉ? Lá mắm mật à? Nhìn xa xa tưởng lá chanh cơ. Thì
Các bạn ở trước mặt mình đây là bạn Nhi, một bạn người Mông ở trên Mù Cang Chải này. Hôm nay thì đi tham gia đám cưới của người Thái thì mặc trang phục của người Thái. Mình được biết đám cưới này nhờ bạn Nhi này. Nhi có thể giới thiệu với anh và mọi người thì em sinh năm bao nhiêu và em đến từ chỗ nào Mù Cang Chải vậy? Em dạ, em tên là họ tên đầy đủ là Giang Kim Nhi. À. Em ở Mù Cang Chải và em trên xã Kim Ngọ. À thế à. Năm 2005. Ừ. Tại là em đang học dưới Hòa Bình. À thế à. Ừ, thế em vừa nãy xuống dưới kia thì em có uống chén rượu nào không? Anh thấy mặt em đỏ thế. Em vừa xuống kia, các cô mình nhiệt tình quá, uống 2 chén không. À thế à, 2 chén à. Ok, cảm ơn em nhá. Vâng. À, anh ơi, cho em hỏi chút, dưới này là cái món gì đây nhỉ? Cái món này này. Dạ, đây là bò nộm. Nộm à? À, trâu đúng không? Hay bò đấy ạ? Bò. À, bò nộm. Một chút nữa mình mới bắt đầu làm nhỉ? Ừ. Ok ạ, à, đảo qua gia vị. À. Cho hết ba tuổi cháu xin được trân trọng và giới thiệu mọi nhà trai, đó là ông Bùi Văn Hùng và
11 giờ rồi, bắt đầu đến giờ để tổ chức. Mình tranh thủ quay trước khi bắt đầu các bạn nhé. Tranh thủ quay mâm cơm. Đây là trang phục truyền thống của đồng bào người Thái này các bạn ơi. Đây là người Thái đen nha các bạn nhé. Thường thường người Thái đen thì sẽ tàng cẩu các bạn ạ. Những bà cô người Thái đen sau khi lấy chồng thì họ sẽ búi tóc lên trên đầu này là tàng cẩu. Trong phong tục đám cưới của người Thái đen thì sẽ có cái lễ tàng cẩu nha các bạn nhé. Người Thái trắng thì sẽ không có cái phong tục này đâu các bạn ạ. Như vậy trên sân khấu hạnh phúc tình yêu của các bạn trẻ lúc này có sự hiện diện của bác trưởng đoàn, sự hiện diện của hai bên trang, đặc biệt nhất là sự hiện diện của đôi trai tài gái sắc. Xin quý vị chúng ta không ngần ngại hãy cùng nổ một tràng pháo thật lớn để chào đón ạ. Dạ vâng, xin cảm ơn các quý vị khách quý rất nhiều. Vâng, kính thưa toàn thể môi trường trân trọng và kính mến. Vâng, kính thưa quý vị, trong thời gian qua được sự tìm hiểu chí cùi của các bạn trẻ, được sự phúc đáp và quan tâm của hai bên gia đình, đặc biệt được sự cho phép và công nhận của chính quyền địa phương hai nơi tỉnh Yên Bái cũng như tỉnh Thái Bình tổ chức tại trường tiểu học xã Cao Mang, huyện Bố Trạch, tỉnh Yên Bái. Giờ phút này đây, ban tổ chức tôi xin mời các quý vị khách quý và trẻ xin phép được bắt đầu. Xin kính thưa các ông các bà các cụ và toàn thể nam nữ thanh niên về dự buổi tiệc cưới ngày hôm nay. Như vậy là cháu Thúy cũng đã không lớn, đã tới đến tuổi lấy vợ lấy chồng, nhưng với tình cảm sâu xa và gắn con với chân thành thì những nhìn xa xôi cũng đã đến với chung hạnh phúc của cháu Thúy và Thế Vi. Như vậy thì thay mặt bên nhà trai nhà gái thì xin chúc quý vị sống lâu trăm tuổi và nam nữ thanh niên đều mạnh khỏe và hạnh phúc. Và thay mặt cho gia đình bên nhà gái, chúng tôi cũng mong rằng cháu Thúy có lớn nhưng chưa khôn, còn được sự chăm sóc giáo dục giúp đỡ của các ông bà thật nhiều hơn nữa và tình cảm hơn nữa. Và chúc cho hai gia đình bên nhà trai và bên nhà gái ngày càng phát triển và gắn bó keo sơn. Một lần nữa thay mặt bên gia đình gái cảm ơn các quý ông quý bà và các ông các anh chị đã về dự bữa cơm thân mật của buổi trưa ngày hôm nay thật đầm ấm và thật hạnh phúc ạ. Xin chân trọng cảm ơn. Cảm ơn bạn danh dự của gia đình ạ. Và sau đây xin mời quý vị chúng ta cùng hướng mắt về sân khấu sẽ đến với những món quà. Vâng, món quà đến từ bố mẹ của cô dâu gia đình nhà gái. Dạ vâng, kính thưa quý vị, thật đúng là đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ. Và để rồi gánh nặng cả cuộc đời không ai khổ bằng cha. Và thật chào sớm hôm mẹ đã nuôi con khôn lớn, không quản tấm thân gầy cha đã che chở cho đời con. Các bạn trẻ của chúng ta ngày hôm nay họ đang thật vinh dự và hạnh phúc nhất, đang được đón nhận những món quà về vật chất đến từ gia đình họ nhà gái. Vâng, và với món quà ngày hôm nay thì quý vị chúng ta bên dưới không ngần ngại hãy cùng nổ những tràng pháo thật lớn nữa để cùng chúc mừng ạ. Dạ vâng, kính thưa toàn thể hôn trực cưới trân trọng và kính mến. Thật đúng là nuôi con từ thuở đu nôi, và để rồi mong con mau lớn biết ngồi biết đi. Và ngày hôm nay đây thì vui sao khi thấy con mình khôn lớn trưởng thành lại cũng đã kết duyên. Đôi bạn trẻ của chúng ta từ quê hương Yên Bái đến tận cả quê hương Thái Bình, họ đã tìm được nhau trong tình yêu cũng như ngày hôm nay tình chồng nghĩa vợ. Và thật hạnh phúc đang được đón nhận những món quà đến từ bên gia đình họ nhà gái. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
báo ngày hôm nay ạ? À, em vâng, và một lần nữa xin thay mặt ban tổ chức cũng như đỡ lời cho cô Lô và chia sẻ, ban tổ chức xin được cảm ơn đến bố mẹ cũng như những người thân của gia đình nhà gái rất là nhiều ạ. Quý vị chúng ta không cần ngại, hãy cùng nổi những tràng thật lớn nữa để cùng xúc động với con ạ. Vâng, và lúc này ban tổ chức cháu xin mời đến những người lớn của hai gia đình sẽ cùng trở về phía dưới ạ. Và xin mời các bác cùng trở về dưới. Và trong phút này đây xin mời quý vị ta cùng trở về sân khấu và đến với cô dâu chú rể, xin mời hai em sẽ cùng di chuyển trong phía tay phải của sân khấu. Giữa ta với mình xin mời cô dâu và chú rể ạ. Quý vị chúng ta ngồi phía dưới không cần ngại, hãy cùng nổi những tràng thật lớn để cùng chúc mừng ạ. Vâng, và vừa rồi quý vị chúng ta đã được cùng chứng kiến những phút tặng hoa hạnh phúc nhất của cô dâu. Hết sức anh để rót lên những ly rượu vừa được cùng chứng kiến. Khu Việt Nam mình đặc biệt nhất là quê hương Yên Bái thì làm gì cũng phải nhìn trước ngó sau. Chỗ nào vắng vẻ thì là mau vào chuồn. Nhưng đó là nụ hôn của tình bạn và tình yêu thôi. Hôm nay là nụ hôn của tình bạn vợ chồng, là tình vợ chồng. Ban tổ chức xin khuyến cáo chú rể là khi hôn em hãy chọn đúng chỗ mà hôn, không kẻo bác trưởng thôn ngồi dưới này giơ tay phê bình ạ. Giờ phút này xin mời cô dâu sẽ quay về phía chú rể 37 đô la ạ. Vâng, và xin mời chú rể sẽ quay về phía cô dâu 35 đô 7 ạ. Vâng, xin mời cô dâu sẽ đặt tay lên bờ vai vững chắc của chú rể. Vâng, và xin mời chú rể sẽ đặt tay lên bờ eo của cô dâu ạ. Vâng, và ban tổ chức tôi sẽ đếm từ 3 đến 1, quý vị chúng ta cùng chúc mừng hạnh phúc cho cô dâu và chú rể bằng nụ hôn ngày hôm nay ạ. 3, 2, 1 bắt đầu ạ. Vỗ tay quý vị ơi. Xin được cảm ơn các quý vị khách quý rất là nhiều, những người làm chương trình xin chúc hai em được chăm. Dạ vâng, và kính thưa quý vị là đến với quê hương Yên Bái ngày hôm nay. Các bạn ạ, rất là tuyệt vời, lần đầu tiên thì Lượng được tham dự một đám cưới của đồng bào người Thái, đặc biệt hơn là đám cưới của người Thái trắng, cô dâu người Mù Cang Chải Yên Bái lấy chồng người Kinh ở dưới Thái Bình các bạn nhé. Một đám cưới rất là đông vui nhộn nhịp và vô cùng là đặc biệt này. Mình sẽ cố gắng ghi hình tất cả những cái phong tục tập quán của các dân tộc trên khắp mọi miền Tổ quốc, cũng như là đặc biệt là ở trên Tây Bắc mình nha các bạn nhé. Ở trên này thì đồng bào người Mông và đồng bào người Thái thì họ sống chung cùng một làng ấy, cho nên là những họ hàng gần thì họ mời nhau đến chung dự một đám cưới nhé các bạn nhé. Đây là một mâm cỗ vô cùng là đặc biệt này các bạn ơi. Đây là trứng vịt lộn hầm lá ngải này các bạn, giò bò này, không thể thiếu được món thịt gà nhé các bạn nhé, và thịt bò nộm này các bạn, đó, tôm này, chim cút này, đó. Các bà đi thôi để đi khác. Mình xa đi sang mời em Nguyễn. Chào mừng các em ở các tỉnh xa đến với Yên Bái quê anh. Hy vọng là tất cả mọi người đến đây đều để lại ấn tượng tốt đẹp. Em tên gì? Ok, người tên Quang, Nguyệt ở cái Bảo Yên Lào Cai. À, em gái này ở đâu? À, Lập Có à? Người Thái ở Lập Có à? Lập Có anh cũng bao nhiêu nhưng mà anh đã biết trời chuyện đâu. Cái ông nghĩa lộ này chỉ giỏi với tao gái thôi. Người quen anh ơi. Thế nào có gái đẹp nấu câu vào? Duyên em quen từ lúc còn học lớp 10 cơ mà. Đây em đã thành đôi mươi rồi nhỉ? Nào thì ngày đó là em này Thúy này với cả ai học cùng nhau, Trang này, Trang ở dưới tao hội thì mấy em học cùng nhau. Tụi mời rượu đi nhanh nào. Nên cho bạn anh còn vào mời các em một chén. Em uống thêm một chút nữa. Hôm nay Thái Lập Có mà uống thế này thì có được anh ơi. Lập Có sao bạn uống đây anh? Anh ơi, học với em cả một năm rồi đấy. Ở Lập Có thì anh nghe hay vào trong cái gì nhỉ? Cái gì mà nhà em Linh ở trong là các bạn của người Mông đầu tiên nhỉ? Lập Phản à? Lập Phản à? Ok, chào mừng được gặp lại hai em, xin chào. Đây
em về em có về đường 32 nữa không? Có, em sẽ quay về. Nếu về đường 32 thì qua Tú Lệ ấy, thì bảo anh nhá, để anh liên lạc. Nhưng mà em có ở nhà không? Em có ạ. Ở nhà thì ok. Em ở... Hả? Chỗ Tú Lệ ấy, chỗ Tú Lệ ấy. Ờ. 50 km từ đây xuống, 60 cộng thêm Khao Mang mà. Các bạn ạ, như vậy thì Lượng vừa đưa các bạn đi tìm hiểu phong tục đám cưới truyền thống của đồng bào người Thái trắng ở trên huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái này các bạn nhé. Bây giờ thì mình xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn tất cả các bạn đã xem video của mình trong ngày hôm nay. Mình đang có hẹn một đám cưới của đồng bào người Thái đen ở cánh đồng Mường Lò, Nghĩa Lộ các bạn ạ. Cho nên là bây giờ mình sẽ di chuyển xuống ở dưới đấy luôn để chiều nay kịp ghi hình nhé các bạn nhé. Bây giờ xin chào các bạn nhé.